Sáng ngày 27 tháng 6, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với huyện Vũ Quang về kết quả hoạt động khoa học công nghệ trong năm 2023, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phan Hồng Yến, Nguyễn Thanh Sơn, trưởng các phòng ban ngành có liên quan xác định vai trò quan trọng của hoạt động khoa học công nghệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, huyện Vũ Quang đã chủ động triển khai các hoạt động ứng dụng chuyển trao khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, lồng ghép với việc thực hiện các chương trình chính sách, kế hoạch phát triển của ngành để thực hiện tốt các nội dung chương trình. Trong năm 2022, huyện đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các lớp tập huấn cho gần 1.500 lượt người tham gia, thực hiện thành công mô hình trình diễn, khảo nghiệm các giống lúa mới cho năng suất chất lượng khá cao đặc biệt là phối hợp tập đoàn Quế Lâm thực hiện thành công mô hình sản xuất lúa hữu cơ quy mô 1.000 m2, phối hợp chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, các hộ đăng ký sản xuất hữu cơ thành lập tổ hợp tác, ký kết hợp đồng với công ty. Đến nay đã có 12 cơ sở, 61 hộ đăng ký sản xuất cam bưởi hữu cơ, một cơ sở 12 hộ đăng ký sản xuất hồng yên du hữu cơ, thành lập 9 tổ hợp tác trồng cây mắc ca, phối hợp với liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, hợp tác xã nông nghiệp và thủy sản Vũ Quang thực hiện mô hình thử nghiệm nuôi cá tầm lồng bè trên hồ ngàn trươi theo hướng việt gáp thụ tinh nhân tạo cho đàn bò đạt trên 2.800 con nâng tỷ lệ đàn bò được dây bu hóa lên 75% tại hội nghị sở khoa học và công nghệ và các phòng ban ngành huyện vũ quang đã trao đổi giải quyết một số vấn đề vướng mắc về việc xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm từng đoạn sở khoa học và công nghệ cũng đã trao đổi và hướng dẫn về hoạt động quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn hướng dẫn triển khai phát triển thương hiệu sản phẩm tài sản trí tuệ phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Hoàn, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện Vũ Quang trong công tác quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời triển khai thực hiện nghị quyết của tỉnh về khoa học công nghệ, xác định vị trí vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đồng chí cũng đề nghị để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp cho từng giai đoạn đối với việc xác định các mô hình ứng dụng tăng cường phối hợp với các phòng đơn vị của sở khoa học công nghệ để triển khai tốt các nhiệm vụ về nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ phù hợp với tiềm năng của huyện cũng như các hoạt động khoa học công nghệ khác theo quy định đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền phổ biến thông tin về khoa học và công nghệ đến đông đảo quần chúng nhân dân được tiếp cận và mạnh dạn ứng dụng